nhau trên cầu vượt, hai tài xế nhận ngay cái đắng. Hai nam tài xế điều khiển xe ô tô đã bị tạm giữ vì đánh nhau trên cầu vượt sau một vụ va chạm ở miền Nam Trung Quốc. Sự việc được ghi lại tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Trong clip, hai nam tài xế đang lao vào đấm đá nhau ngay trên cầu vượt, mặc cho các phương tiện dừng đổ phía sau phải chờ đợi. Theo báo cáo, chiếc ô tô hiệu Honda và một chiếc Tesla đã đâm nhau. Sau đó, hai người lái xe đã xảy ra cự cãi và dẫn đến một cuộc ẩu đả. Chứng kiến cảnh tượng này, một người đi đường đã dùng điện thoại ghi lại. Được biết, hai người lái xe sau đó đã bị phạt và bị cảnh sát tạm giữ trong 7 ngày. Sau khi đăng tải trên mạng, đoạn clip ghi lại sự việc đã nhận được nhiều sự quan tâm chú ý. Người xem đều tỏ ra ngán ngẩm khi chứng kiến màn ẩu đả này.